Dạ là cái khúc trên này, cái lời một nè, cái lời hai nè, cái câu thứ là của mày, cái câu thứ cho con tim anh đau, tình yêu kia đang đau cớ đau vì sao á, là câu tôi của tao xuống hai câu, cái ông dưới mới tới của mày nữa. Rồi ok thôi nha. Ta bên nhau em dặn nói yêu thương chẳng sao, và tình yêu ta mãi mãi sẽ không phai màu. Nhưng hôm nay xa nhau em làm cho con tim anh đau, tình yêu kia tan đau cớ đau vì sao. Bao yêu thương xưa kia em thật tâm hay thêm vô tâm. Hả? Mày ra gì khúc của tao đâu. Ủa chưa tới khúc của anh mà. Trời trời, mày ca xuống tới 4 câu của người ta luôn nè. Câu 1 nè, câu 2, câu 3, câu 4 nè. Hát cái câu ngày bên đau bên nhau gì đó, em đừng nói yêu thương chân sau, cái câu thứ hai đúng không? Cái câu thứ ba là tới câu của tao, tao ca hai câu, tới mày ca hai câu. Con lấy cái viết đánh dấu giờ. Con lấy cái viết đánh dấu anh ơi. Nè lấy cái viết đánh dấu đi. Cho viết đánh dấu nè, hát cậu. Ủa em nhớ cái khúc đó là... Hát xong qua luôn câu của người ta luôn hả? Câu hai là câu này nè. Không, là tao không có đánh dấu cái câu tao, câu thứ ba là tao hát nè. Câu này là tránh ra nè, không, tránh câu này nè. Rồi, ok. Câu thứ ba của mày, thứ tư của mày. Rồi. Thứ năm của tao, đó. Rồi, ok. Cái nữa đi, cái nữa đi. Cuối thì hai thằng bà luôn, ha. Rồi. Hai thằng hát chung hả? Ừ, câu cuối hai thằng hát chung anh ơi. Rồi, ok. Rồi, làm lại. Cho em lại, làm lại anh ơi. Đôi ta yêu nhau em vẫn nói yêu thương chẳng sao, và tình yêu ta mãi mãi sẽ không phai màu. Nhưng hôm nay xa nhau em làm cho con tim anh đau, tình yêu kia tan đau mới đau vì sao. Hốt quá mẹ nghe con ông nhận nhạc lớn không vậy? Tao mày hỏi đó mà. Tao mở nhạc quá. Nhạc nghe lớn không? Chưa tới khúc của anh mà. Đó. Em nói là cái chỗ mà cái vì sao, hết cái vì sao mới tới anh đúng không? Tới tới bà yêu thương chăng xưa kia nè. Bà cái câu mày hát cái câu một là ngày đôi ta yêu nhau em thằng nói yêu thương chăng sao, và tình yêu kia sẽ. Trời ơi trời, lấy cái viết đánh dấu vô rồi. Câu tới cái câu cho con tim anh đau, tình yêu kia tan đau tại sao vì sao, là cái câu của tao. Anh đánh dấu lộn rồi đó. Hết cái câu vì sao nè, nãy em nói là hết. Tới cái câu vì sao xong rồi mới tới bao yêu thương chăng sao là của anh. Bao yêu thương xưa kia mới là của anh, hiểu không? Rồi mới tới cái điệp khúc rồi anh lên luôn. Bây giờ ghi cái tên rồi. Ghi cái tên thằng nào vô cái câu luôn đi. Tên của thằng nào ghi vô câu luôn đi. Ý muốn câu này đúng không? Cái này á, bữa hôm kia tập á, là cái câu này là câu của tao nè. Bữa nay tới mày dành cái câu này câu của mày luôn. Hồi nãy là em cái nói bữa, em nói với anh là em hát tới cái câu vì sao này nè, rồi xong mới tới cái khúc của anh. Nãy mình nói tao nói nhưng mà hôm bữa tập là cái câu này là câu của tao, cái này thôi tao muốn hát. Thiệt chứ. Câu nè, anh đánh dấu cho em là tới cái câu vì sao này đi. Nè, nói nghe là thiệt. Bây bữa nay mà tao mà không muốn nói chuyện nữa cho hai mày tự thảo luận luôn là mày hiểu là tao mệt dữ lắm rồi đó. Rồi bây giờ là ghi tên của thằng nào vô cái câu đó đi. Ghi tên. Còn không thì một thằng thu anh thôi. Cho em hát tới cái câu này đi. Thiệt. Nãy là tại vì thôi, là chưa ấy. Chia đều ra đi, chia gì mà mày dành hết trơn ta. Sao này là cái mà chữ tâm này để chữ chữ quỳ sao mà kéo dài đi sao đâu mà tao mới hát chồng lên. Đúng rồi. Chồng, nó mới hay. Chia đều ra. Mày hát vậy mày dành hết câu của Hồng Sơn rồi, mày chia đều ra hát thì gì. Đó cái câu của nó hát hai câu, cái câu mình câu thứ ba giờ nó dành nó hát luôn. Ừ. Rồi vậy cho làm lại. Mày hát hai câu thôi, thằng kia nó hát hai câu. Mày hát trong ca tao tự nhiên dành. Ừ mày dành hát hết rồi thì thôi, thằng kia đứng làm mẫu luôn cho rồi. Làm lại. Ngày đôi ta yêu nhau em vẫn nói yêu thương chăng sao, và tình yêu ta mãi mãi sẽ không phai màu. Nhưng hôm nay xa nhau em làm cho con tim anh đau, và tình yêu kia tan đau cớ đau vì sao. Bao yêu thương xưa kia em là tâm hay anh vô tâm. Sao anh? Thôi mày hung mày. Hát mình không à. Thôi mày ra luôn chó hút, tôi thu mình đi. Không có phối hợp gì chứ. Một thằng thu một bài đi, rồi Duy cho nó khỏe. Ủa hồi nãy văn đoạn Duy gọi mà. Tính hai thằng thu chung, quay chung anh em làm kỷ niệm cái clip.
nó hát chồng gì không á, nó hát cũng hết mẹ ba ông lần nãy giờ rồi. Vậy thôi hai mày ra tính lại tự nhiên vô rồi thằng này dành kia đó mày hát bình mày luôn đi. Hồi nãy phân đoạn là vậy rồi mà, phân đoạn cái gì, tập bữa trước cũng nói vậy vậy xong cái vô thu nó giờ hai ba lần. Hồi bữa hỏi mày hai mày tập sầm ngoài trước nhưng tao ngủ không được luôn. Trời trời ngủ trưa mà hai nó là còn hơn là cái nội trợ. Tại vụ này nó bữa nay thống nhất là vô thu cho nó xuống trả. Vậy bây giờ mày thích bài này đúng không? Còn dạ mình em thích bài này với mình. Thì thu mà mình thôi. Mình luôn á, tự bỏ tiền quay mình luôn, tao không hùng đâu. Mày thu bài khác đi. Tao thu bài khác, tự tao quay bài tao luôn, tao muốn ấy luôn. Thôi mày hát chữ từ luôn là hợp lý luôn rồi đó. Hát mày dành của người ta dạ, vậy. Hát kiểu đó ai hát cái hùng với ai hát chung với mày được. Hát cái câu của người ta cũng hát luôn. Rồi thôi mày về bữa khác qua bên kia mày thu bài hát cho nó thu mình đi. Rồi vậy đi. Quyết định đi.